Lợn bị xuyên tiêm thuốc gì có khỏi hẳn không anh? Thực ra thì quan điểm cá nhân của tôi ngày xưa đến giờ tôi cũng có một cái nhìn nhận nó hơi tiêu cực một chút ấy, là cái bệnh xuyễn heo nó rất là khó chữa. Nhưng mà sau khi đi sang bên này mình cũng chế tác được một vài dòng kháng sinh gọi là thế hệ mới nên nó cũng có thể điều trị bệnh xuyễn được nhá. Thì về cơ bản ấy, cái bệnh xuyễn trên heo ấy, ngày xưa chúng ta thường hay sử dụng cái lanco-mycin này, cái tiamolin và cái tinosin đấy, thì đấy là ba cái thuốc. Còn bây giờ nó có những cái thuốc mới ví dụ như là azithromycin này, rồi là Paxel, đấy là mấy cái loại thuốc đấy là thuốc dành cho tức là dành cho gì? Alo alo. Rồi ok tiếp tục này. Đâu? Thế thì bây giờ ở trên con xuyễn heo ấy thì có lanco-mycin này, tinosin hoặc là azithromycin này. Ngoài ra còn có cái thuốc mà tunathromycin hoặc là timicosin, thì những thuốc đấy là thuốc chuyên trị về xuyễn heo. Tuy nhiên ấy, Xuân Trịnh khuyến cáo các bạn là hiện tại bây giờ ấy, cái con vi khuẩn mycoplasma nó cũng đã nhờn thuốc rồi, nên là sắp tới tôi sẽ cho sản xuất cái dòng thuốc timicosin tiêm nhé. Mình đem cái thuốc đấy về mình tiêm cho con heo để kiểm soát thành công bệnh xuyễn. Và sau khi mình tiêm một mũi duy nhất rồi thì mình có thể tiêm hai mũi cũng được, còn nếu mà không thì mình muốn ăn chắc mặc bền ấy, thì các bạn có thể gì nhỉ, các bạn có thể trộn thuốc nhé. Trộn thuốc thì mình sẽ dùng ví dụ như là tiamolin-conitin này, hoặc là gentatino này, hoặc là mình có thể dùng timicosin kết hợp với aflu nhá. Đấy thì ba bốn cái công thức đấy là ba bốn công thức chiến lược mà tôi dùng rất nhiều năm qua rồi và nó rất cái hiệu quả. Thì việc của các bạn là các bạn chỉ mang về các bạn dùng thôi là ok rồi, được không ạ?